cảm ơn nhiều quá, mừng quá trời mừng luôn. Mừng quá trời luôn. Mừng quá trời luôn. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ gà lang thang đang đi trên một cái đèo. Trên con đường thì thấy có một chị đang đi chăn bò. Gà lang thang mời cả nhà mình tìm hiểu cuộc sống của chị nha. Chị ơi, ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm luôn hả? À. Chị ơi, chị cho em hỏi là chị tên gì? Tên Ngâu. Chị tên Ngâu. Dạ. Dạ, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 81. Sinh năm 81, vậy là chị 45 tuổi rồi. Ừ. Chị chăn bò mướn cho người ta hay là chăn bò cho mình? Lúc đó thì chăn bò mướn rồi người ta đưa bò cho mình để con, để cái. Rồi đây là bò của mình là. Vậy là hồi đó mình chăn rỉ phải không? Ừ. Rồi chia ra. Chia ra. Bây giờ thành bò của mình rồi. Ừ, thành bò của mình. Em thấy trên rừng, trên núi này không có cỏ, con bò nó ăn cái gì? Ăn bị bạn, lúc có tiền thì mua rơm ăn thêm, không có tiền thì để nó ăn vậy à. Dạ. Trời mưa, trời gió em thấy chị cũng chạy ở ngoài. Ừ. Trời ngồi gió mình đi chăn bò. Ừ. Sao mình không núp? Không có núp đâu, điên vậy à. Ừ. Nhà của chị ở đâu? Ấn Đạt. Chị ở Ấn Đạt. Ừ. Nhưng mà chị có cái căn chòi trên núi không? Có. Có chòi trên núi. Có chòi trên núi. Rồi sáng mình chăn bò, chiều mình về làng hả? Ở lại, có lúc con có gì ăn thì ở đi mua đồ lên lại. Dạ. Ở lại giúp bò, ở làng thì đồ mình nuôi thì mất làm sao. Ý của chị là chị về làng, chị bỏ bò trên núi thì mất bò. Ừ, mất bò, mất gà. Chị đi chăn bò mướn cho người ta bao nhiêu năm rồi? 10 năm ta cho bò. 10 năm. Vậy là 10 năm rồi. 10 năm. 10 năm thì mình mới có ngày hôm nay. Ừ, 10 năm chăn bò người ta. Là rốt cuộc ta cho bò rồi sanh, đánh, sanh con, sanh cá, sanh đó là bò của mình rồi. Dạ. Chị có mấy đứa con rồi? 3 đứa con. 3 đứa. Chồng của chị đi làm công việc gì? Chồng thì lúc người ta đi kêu đi phổ hồ thì phải đi phổ hồ. Người ta không có cho, người ta không có kêu thì làm bìa bà tinh rãi, dọn cỏ, dọn gì á. Dạ. Thấy thương quá cả nhà. Gà lang thang thấy trời mưa, trời gió mà chị chạy ngoài mưa luôn. Đi chăn mấy con bò tại vì bò nó sợ nước mưa hay sao, nó chạy lung tung hết trơn à. Mà ở trên núi này thì không có cỏ. Chị ơi, ngồi cái công việc á mà mình đi chăn bò ra thì mình có làm cái gì để kiếm tiền mua gạo ăn không? Lúc có mưa vậy là không có tiền. Nắng thì lấy phân bò đó đi phao thì có. Lúc đi đó là chặt củi bó một cùi 20 ngàn. Một cùi là bao nhiêu bó chị? Một cùi làm bó thì một cùi thì một bó 20 ngàn. Dạ, yeah. Một bó to hả? Ừ, một bó to vậy. Yeah. Là 20 ngàn. Là phân bò thiện bò thì có lúc 20 ngàn, có lúc thì 19 ngàn, 18 ngàn. Nắng vậy có phân bò nhưng mà mưa vậy sao có. Mưa là nó chảy ra hết. Ừ, hả? Chảy hết. Như mỗi ngày như vậy là chị ở trên núi chị ăn cái gì? Ăn có lúc có gì ăn thì ăn, có lúc ăn thì nhìn vậy không có đem cơm đem gì đâu, đem nước ta. Không có đem cơm gì hết? Không. Sao mình không đem cơm nguội theo ăn? Hết có lúc có cùng cơm nguội, lúc không ăn hết rồi thì đi khăn luôn. Dạ. Yeah. Còn con của chị lớn hết chưa? Con bắt giữa hết rồi, 2 đứa, nhưng mà con nhỏ có 4 tuổi ở bà nội nhà. Ông yeah. Chồng thì người ta kêu đi làm phụ hồ. Đó thì chở con lên. Cái căn nhà của chị ở dưới làng là lâu chưa? Lâu rồi, làm năm 2000 lận. Là mình tự làm luôn hả? Tự mình làm hồi đó, rồi lúc bây giờ ông già còn thì ông già làm thì 4-6 con bò. Lúc đó, lúc ông già còn á. Lúc đó là mình lấy bò mình đổi nhà. Ừ. Lúc đó. Lúc trước á là em cũng nghe là ông bà lớn tuổi á,
có chia sẻ là ngày xưa á, là mình đi chăn bò rồi mình có bò, mình lấy bò mình đổi nhà không à? Có con bò có nhà đổ ở chăn bò lúc con nhỏ, mẹ đâu có cho học gì đâu, không có cho học biểu, có đi là chăn bò người ta là mướn mẹ cha đi làm ăn. Đó, đi chăn bò người ta, người ta cho bò rồi mình nuôi lại, là có nhà, có nhiều rồi mình có nhà. Bốn sáu con bò. Chị có biết chữ không? Không, không đâu có học đâu biết chữ. Không có biết chữ gì hết? Không. Chồng của chị biết chữ không? Không luôn à. Không luôn? Không luôn. Con của chị có cho đi học không? Con thì cho đi học, con học tới lớp 7 một đứa, tới lớp 6 một đứa, còn nhỏ có 4 tuổi chưa đi học đó, tiền đâu lấy ra đi học. Dạ. Vậy là có còn đẻ nữa không? Không. Còn đứa đó ui, khổ quá khổ rồi. Dạ. 3 đứa là được rồi chị ha. 3 đứa, 2 đứa tay, một đứa gái đây mà có 4 tuổi à. Đừng có đĩa nữa khổ lắm. Khổ thiệt chứ. Ở đó thì ui, hằng qua thì cốc bé đi chăn bò nữa, hằng qua đây đi nhà bà nọ. Vậy là khi nào mà có cơm thì mình ăn, không có thì mình khỏi ăn luôn. Có thì ăn, không có thì nhịn luôn. Cái căn chòi của chị là ở đâu? Ở ngoài đường đó, đi xuống lại thì... Đi ngược xuống cái dốc lại hả? Bên đây. Dạ. Gà lang thang sẽ đưa cả nhà mình đi về cái căn chòi ở bên dưới núi này nè cả nhà. Cái căn chòi của chị đi chăn bò là chị về chị ngủ lại ở đó. Khi nào mà hết cơm hết gạo thì chị xuống dưới làng để mua. Bò của chị ốm lắm, không có cỏ cho nó ăn, nó ốm lắm. Chỉ còn xương thôi cả nhà. Đây là bầy bò của chị nè. Công sức của gia đình đi chăn bò mướn cho người ta, chăn bò rẻ cả nhà, 10 năm thì mình có cái vốn. Nhưng mà bò này á, gà lang thang thấy con nào cũng lấy ốm nhơm à. Hết bầy bò này á, gà lang thang định giá tầm khoảng 30 triệu thôi cả nhà. Hiện tại bây giờ bò rất là rẻ. Chị cho em hỏi á, là chị thích cái gì nhất? Thích nó sáng tròi. Sáng tròi? Dạ. Vậy là thích ánh đèn đúng không? Ừ. Em sẽ tặng cho chị một cái đèn năng lượng mặt trời nha. Vậy là cảm ơn. Chị chịu không? Chịu. Thích luôn hả? Thích luôn. Dạ. Vậy bây giờ đi về nhà là em sẽ tặng cho chị một cái đèn năng lượng nha. Bò nó chạy nhanh quá. Anh đi sau đi, nó chạy đẹp quá, nó chạy mạnh lắm. Chạy mạnh lắm hả? Ngày nào cũng mệt như vậy à. Vậy bây giờ hai chị em mình chạy theo nó nha. 1, 2, 3 chạy nè. Đi mạnh lắm, ngày nào cứ chạy vậy thì ui, có lúc nó ăn, có lúc nó đi miết, ngò trong nắng, ngò trong mưa vậy á. Dạ. Nó đã có ăn im đó cho mình ngò chỗ mắt cho dễ. Nó đi này đi vậy sao ngò được. Ngò thì nó đi ăn đồ người ta làm sao. Đi chăn bò cực khổ lắm cả nhà mình ạ. Chăn ngồi nắng ngồi mưa. Mà mình phải cố gắng để cho những cái con bò của mình á, lúc nào cũng được no bụng. Ở trên núi này đi chăn bò khổ lắm. Tại vì không có cỏ cho nó ăn. Mình phải lùa nó đi xa, thiệt là xa. Đi xa thì mới có cỏ, có lá cây ở trên núi á. Chạy luôn. Hai chị em mình chạy luôn. Ủa tội nghiệp hết. Tội nghiệp. Sao tội nghiệp em? Tội nghiệp chứ, chạy em để bỏ em không đi được. Em chạy để em mang ánh sáng lên cho chị mà. Em hứa là em tặng ánh sáng cho chị. Là tối nay đó là chị sẽ có một cái ánh sáng thiệt là sáng. Sáng trong cái căn nhà của mình luôn.
thầy là cảm ơn. Chị vui không? Vui, ai vui. Gà lang thang đi bộ cùng với chị từ trên núi đi bộ về tới nhà luôn cả nhà. Đường đây thì mình có thể là đi xe được thoải mái, nhưng mà gà lang thang muốn là mình đi bộ cùng với chị để mình trải nghiệm và mình sống theo lối sống của chị luôn. Mình biết được là cuộc sống của chị đi chăn bò mỗi ngày như thế nào, nó mệt ra sao. Mệt thiệt là mệt. Ai nằm chăn bò sướng đâu có sướng đâu. Ở nắng ở mưa để bò chòe đầu đồ gì đâu bò ăn. Lúc có tiền thì mua rơm cho bò, lúc không có tiền thì thả bò ăn bị bả. Gà lang thang khi mà hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nghèo trên núi, gà lang thang muốn mình tìm những hoàn cảnh tuy cuộc sống của họ khó khăn nhưng mà họ biết sử dụng đồng tiền, biết trân trọng đồng tiền của quý mạnh thường quân để có thể sử dụng tiền để ra tiền. Chứ mình giúp đỡ cho những người mà họ không có biết sử dụng tiền để ra tiền thì trước sau gì họ cũng trở về cái giây phút ban đầu cả nha. Mỏi chân chưa chị? Mỏi chứ, bò đó có đi chậm chứ mình đi chạy không, ngày nào cũng vậy. Bò đi mà mình chạy không à hả? Chạy không, không có chạy kịp thì ăn đùn ta làm sao. Mắc bệnh đùn ta, tiền đâu lấy ra đường chân ta. Ngày nào cũng chạy không vậy. Tháng này người ta chưa tiêu bắp này. Tháng sau thì người ta tiêu bắp thì ui chẳng có nở đâu, bò chạy tiêu vậy không à. Chị nói á là tháng này người ta chưa có trồng cái cây bắp á cả nhà. Và tháng sau á, khi mà người ta trồng bắp lên ở trên núi á là mình đi chăn bò cực lắm. Tại vì con bò nó ăn hết bắp thì mình không có tiền để đền cho người ta. Gà lang thang đi lên trên núi này á là mình muốn sống giống như người đồng bào miền núi vậy. Để mình cảm nhận được, mình biết được cuộc sống của họ như thế nào. Đấy, sợ nó xuống nó ăn bắp á. Ở đây á, là khi con bò nó đi phân ra á, là người ta sẽ lượm hết liền. Chứ không còn phân bò đâu cả nha. Bò nhà chị con nào con nấy đen thui à. Tại vì nó dính phân á, trời mưa nè, nó dơ. Dơ lắm. Mà ốm lắm cả nhà, chỉ còn cái xương với cái da không à. Chủ đói là bò cũng đói theo luôn. Bò no thì bò no. Nếu như mà những người mà họ có tiền á, khi mà con bò mà không có cái gì để ăn á, thì họ sẽ mua rơm về để dự trữ cho bò nó ăn. Mình nuôi bán thịt á là mình cho nó uống nước đường nè, ăn cám nè, rồi chích thuốc bổ nữa cả nhà. Còn ở trên núi này á thì họ sống á là họ nuôi hay là họ trồng bất cứ cái gì cũng vậy hết á, tất cả đều thiên nhiên hết, không có thuốc men gì hết cả nhà. Gần đến nhà của chị chưa? Gần là chó đi trước thì gần là chó đi trước hả? Ừ. Vậy là chó dẫn đường hả? Ừ. Đường đi trước rồi. Con chó nó có biết chăn bò không chị? Nó biết theo, mình đi nó cũng biết theo. Chà. Nó ở ngoài, ở nhà đâu. Mình thả bò đi nó đi à. Lúc trước ở đây chưa có cái con đường á thì bà con đi trong rừng, trong núi rất là cực khổ cả nhà. Đường lúc đó thì có đường
cách đây khoảng 2 năm thì con đường này mới sinh ra đời. Thì bà con có thể là chạy xe lên, mình vận chuyển lên trên núi này rất là dễ. Chị về là chị phải cột nó lại, nếu không là nó nhảy ra khỏi chuồng luôn cả nhà. Mấy con lớn năm này á là người ta nuôi bò lỗ quá trời luôn cả nhà. Bò hiện tại bây giờ rất là rẻ, giống như là cái con này nè, con lớn này nè, người ta mua chỉ có 4-5 triệu một con thôi. Còn con ốm ốm này là nó rẻ lắm cả nhà. Con ốm này chắc người ta không mua đâu, tại vì nó ốm quá, nó không có thịt. Những người mà họ mua thịt á, họ thấy ốm mà họ không mua. Mấy con này cũng ốm nhơm mà, chỉ có xương với da thôi. Một cục rơm như thế này á, bữa nay người ta bán bao nhiêu một cục chị? Bây giờ đây thì 30 cục là họ bữa thì mua ta cắt thì 25. Bây giờ đây thì 30 là hết một cát là mưa to mưa ra lại thì cục 40. Một cục này có đủ cho hết bò của chị ăn không? Không có đủ đâu. Mà có bao nhiêu ăn bao nhiêu à. Hết rồi là nhín. Có tiền thì mua lại, không có tiền thì bỏ để nó nằm luôn. Bò của chị ốm quá chắc không ai mua đâu chị ha. Chắc dạ. Có ai vô hỏi mua không? Không. Nhìn thấy thương quá trời cả nha. Thấy những cảnh mà đi chăn bò mình nhớ tuổi thơ quá. Wow, nhà chị đẹp quá. Dơ không à? Bỏ ra một cục này. Rồi tối chị ngủ ở đâu? Nằm xuống ngủ. Nằm xuống đất luôn? Ừ. Rồi buổi tối chị làm sao để có ánh sáng? Có điện pin đây. Có điện pin đó? Ừ. Dạ, chị mở cho em coi đi. Có nhiêu đó thôi hả? À. Chị ơi, cái nhà này là mình làm lâu chưa? Lo là cỡ 2-3 năm vậy á. 2-3 năm? Ừ, 2-3 năm vậy. Vậy mình làm cái nhà này hết bao nhiêu tiền? Tiền còn không có biết, nhưng anh em giúp không à. Anh em giúp đỡ? Giúp đỡ. Là anh em giúp cho mình giúp lại anh em? Ừ, giúp lại anh em. Dạ, em thấy cái ngôi nhà này rất là sạch. Sạch sẽ, mát mẻ nữa. Nhưng mà trên núi này á, không phải chỗ nào mình muốn làm nhà như thế này là được đâu cả nhà. Ước mơ của chị á là có một cái đèn năng lượng mặt trời. Hôm nay Gà Lang Thang đã mang ánh sáng đến cho chị. Chị thấy chưa? Thích không? Thích. Thích quá, thích luôn. Anh hai thử đèn cho chị coi luôn nha anh hai. Đèn năng lượng này á là em bảo hành cho chị là 3 năm. Nếu như trong thời gian 3 năm nó không sáng nữa thì em sẽ đổi cho chị một cái mới luôn. Đổi cái mới chứ không có sửa gì hết á. Là cứ 3 năm hư thì báo cho em biết, là em sẽ mang một cái đèn mới lên lắp cho chị nha. Cái đèn này á là chị có thể sử dụng trong thời gian là 7 cho tới 10 năm nha. Rất là lâu. Gà Lang Thang cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho bà con có ánh sáng vào ban đêm. Ở trên núi này nếu như mà không có ánh sáng rất là nguy hiểm cả nhà. Chỉ sợ rắn thôi, rắn nó vô nhà. Chị coi nè. Đó, sáng chưa? Sáng rồi chứ, hôm nay là sáng. Sáng nhà, sáng cửa, sáng trời. Hôm nay là sáng nhất luôn. Dạ.
bắt ngay chính giữa cái ngôi nhà của chị luôn cho nó sáng. Tối nay là chị có ánh sáng sáng rực nhà luôn cả nhà. Anh hai là leo lên cái cây để bắt đầu là trèo xuống mái nhà lại cả nhà. Cái pin năng lượng mặt trời này rất là quan trọng. Mình để nếu như mà không có đúng hướng á, là không có điện. Mình lựa những chỗ mà có ánh nắng mặt trời á, mình mới để lên. Còn chỗ nào mà phất cây là mình bắt buộc phải chặt cây. Mình nối vô á, là điện nó sẽ chạy nha cả nhà. Nếu như mà không chạy cái đèn màu xanh á, thì cái bóng đèn này có vấn đề. Hôm nay chị có đèn chị có vui không? Rất là vui, có đèn sáng cửa sáng nhà rất là vui, cảm ơn. Đây là ước mơ của chị á. Em đã thực hiện ước mơ cho chị. Bây giờ chị nhìn lên cái đèn em mở cho chị coi nha. Đó, sáng không chị? Sáng. Em tắt nè, em để chế độ tự động cho chị nè. Em gửi cho chị cái đồ điều khiển nè. Từ nãy về sau là mình có ánh sáng vào ban đêm rồi. Bây giờ chị cảm thấy là cảm xúc của mình như thế nào? Cảm xúc là rất là vui là có đèn sáng cửa nhà rồi, đi không có ở tối nữa. Dạ. Tối nay là mất ngủ luôn phải không? Ngủ mà nghe suy nghĩ đuổi bò ăn đi không mà, no hay là không có no biết nữa. Là ngủ là suy nghĩ tới bò thôi. Bò nhớ đồ ăn có hay là có là ăn có thì tha nhịn luôn. Vậy là tối nay là có đèn, nó chói mắt quá ngủ không được luôn. Chắc là mừng hơn. Mừng hơn nữa. Mừng hơn nữa. Sáng nhà sáng cửa. Không có sợ ma nữa. Không có sợ ma nữa, không có sợ rắn nữa. Dạ. Cái món quà này á là của cô Thảo. Quà dì dưỡng trước xương ở bên Canada gửi tặng cho chị. Cái đèn năng lượng này á là cô Thảo với lại dì dưỡng trước xương mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho bà con nghèo mình ở trên núi này. Cô Thảo và dì dưỡng trước xương gửi cái món quà này cho em và kêu em á là đi trao tặng lại cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên rừng trên núi. Gà Lang Thang có mang một phần quà lên đây nè cả nhà. Một bao gạo 10kg và một thùng mì tôm. Gà Lang Thang tháo cái thùng mì tôm ra bỏ vô trong cái bịch á cho nó gọn. Gà Lang Thang thật sự rất là buồn khi mà mình mang những cái món quà lên trên núi mà còn có rất là nhiều người họ rất là ích kỷ cả nhà. Họ nói Gà Lang Thang á là một cái thùng mì tại sao không có mang cái thùng lên mà lại bỏ vô cái bịch như vậy, có khi nào á là lấy một hai gói để ăn hay không. Thì Gà Lang Thang muốn chia sẻ với cả nhà mình á, bản thân cô gà khi mà đi lên núi á, cô chú Mạnh Thường Quân á đã trao quà cho gà rồi á, thì gà có lấy 5 gói hay là 10 gói gà ăn thì cô chú cũng không bao giờ nói gì gà hết. Khi mà gà đến đây, gà muốn là trao yêu thương cho những người nghèo. Tại vì mình đi rừng đi núi mình mệt, mình ăn một gói hai gói mì tôm cũng đâu có sao đâu. Cô chú Mạnh Thường Quân không nói thì thôi á, có nhiều người họ lại nói như vậy, Gà Lang Thang rất là buồn. Nhưng mà Gà Lang Thang vẫn vững bước trên cái con đường của mình để giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi. Em gửi cho chị là một bịch cá cơm khô nữa nè. Một cái chai dầu chiên nè. Một cái bịch bột ngọt. Này là một bịch đường nè. Một chai nước mắm. Một chai xì dầu. Hai bịch muối. Hai bịch muối nha. Đây. Và một cái bịch thiệt là to chứa cái tấm lòng yêu thương của em. Và tất cả quý Mạnh Thường Quân đã tặng quà cho chị. Hôm nay chị nhận được quà chị thấy thế nào? Cảm ơn, vui, vui quá vui. Vui quá là vui luôn. Nhưng mà còn nữa. Còn quà nữa. Còn quà biết sao ước mơ thế nào. Chị ước mơ cái gì? Ước mơ biết nữa. Chưa có biết nữa. Chưa có biết hả? Chưa có biết.
Nhưng mà hiện tại bây giờ là chị thích cái gì nhất? Thích đồ nằm. Thích cái giường hả? Ừ. Thích cái giường để nằm. Ừ. Ừ. Thích cái giường hay là thích cái nệm? Nệm cũng được. Nệm nằm dưới đất cũng được. Ừ. Mà cái giường cũng được. Ừ. Chị có ước mơ là mình cứ ước mơ đi. Mình ước mơ là mình sẽ được. Sợ không có được làm ăn, không có được đâu. Một ngày hai bữa ăn thôi. Một ngày hai bữa ăn thôi. Ừ. Quá là thương luôn cả nhà. Cái món quà này á, Gà Lang Thang xin chia sẻ với cả nhà mình một lần nữa là của cô Thảo và dì Dượng trước xương ở bên Canada có gửi cho Gà Lang Thang á, là 7.300.000 đồng. Thì con xin phép cô Thảo và dì Dượng trước xương ở bên Canada gửi tặng cái món quà này cho chị. Gà Lang Thang đã mua cái món quà này á, là hết 500.000 và cái đèn năng lượng mặt trời là 900.000, tổng cộng là 1.400.000, thì vẫn còn lại là 5.900.000. Thì em sẽ gửi cho chị 5.900.000 để chị có tiền chị trang trải trong cuộc sống nha. Cảm ơn. Chị mua gạo ăn hoặc là có thể mua gà để nuôi nha. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều quá, mừng quá, mừng quá tờ mừng luôn. Mừng quá trời luôn. Mừng quá trời luôn. Dạ, bây giờ em gửi cho chị nha. Em gửi cho chị là 5.900.000 đồng nha. Cảm ơn quá. Ước mơ quá đi. Đây. 500, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 4 triệu rưỡi, 5 triệu, 5 triệu rưỡi, 5 triệu 7, 5 triệu 9. Cô cảm ơn biết ngay sao nữa, cảm ơn, rất là cảm ơn. Chị nói theo em nha. Cảm ơn cô Thảo. Cảm ơn cô Thảo. Cảm ơn dì Dượng trước xương. Cảm ơn dì Dượng tức xương ở Canada. Canada. Gửi quà cho chị. Gửi quà cho chị. Rất nhiều là nhiều. Rất là mừng, quá mừng. Em thấy chị đi chăn bò mà trời mưa, em đứng ở trong á, cái bụi cây mà em nhìn ra em thấy chị đứng ngoài mưa, em thương lắm. Tại vì đứng ngoài mưa bò ăn, đi đứng ngoài về ai thì bò ăn đâu, người ta tiền đâu mà ta đưa cho người ta, đền cho người ta, phải ở cho mưa, phải ở cho nắng chứ. Dạ. Chị không có dám núp, chị sợ là con bò nó đi ăn bắp của người ta. Ừ. Tại vì trên núi là người ta trồng bắp tùm lum hết. Tháng này, tháng sau người ta trồng bắp nhiều lắm. Coi phải cho kỹ, ăn bắp người ta tiền đó lấy ra. Dạ. Gà Lang Thang á, là thay mặt gia đình của chị cảm ơn cô Thảo và dì Dượng trước xương ở bên Canada một lần nữa. Kính chúc cho gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Gà Lang Thang muốn chia sẻ với cả nhà mình một chút xíu nữa nha. Mấy lần trước á, Gà Lang Thang có chia sẻ cho bà con nghèo ở trên núi á, thì cũng có anh chị không có xem hết video của gà thì thấy bà con nghèo ở trên núi là có con dê, có con gà, có con bò. Nhưng mà cô chú mình xem không có kỹ và xem không có hết, là suy nghĩ hoàn cảnh những người nghèo trên núi là họ có con dê, có con bò, có con gà. Nhưng mà cả nhà mình cũng phải hiểu là Gà Lang Thang nói họ nuôi bò là nuôi mướn, nuôi rể cho người ta. Nuôi dê cũng vậy, nuôi mướn là nuôi theo tháng, theo năm thì người ta sẽ trả tiền cho mình. Còn nuôi rẻ là chi đôi. Ừ. Còn nuôi gà nuôi đồ á là đó là cuộc sống của họ. Ừ. Có mấy con gà nó không có bao nhiêu tiền đâu cả nhà. Giống như chị á, là chị có 8 con bò, 10 con bò thì chị phải bỏ sức lao động cả gia đình của mình ra đi chăn bò rẻ cho người ta tới 10 năm cả nhà, 10 năm tuổi thanh xuân của mình để mình nuôi rẻ cho người ta, thì con bò nó đẻ ra thì mình có cái tài sản như ngày hôm nay. Nhưng mà cuộc sống của chị là chị vẫn khó khăn. Chị đi chăn bò để con bò nó đẻ nó sanh sản ra, để mình để cho con cho cháu mình nữa, cho con có cháu mình qua lại.
chứ không có ai mà giàu có mà lên trên núi ở đâu cả nhà. Phải đi chăn bò dầm nắng dầm mưa như vậy đâu. Gà Lang Thang muốn đến đây giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi á, là mình giúp cho họ để họ có tiền, họ trang trải, họ vượt qua cái nghèo luôn. Mình giúp cho họ để họ thoát nghèo, chứ mình đâu thể nào mà giúp cho họ mãi được. Mình giúp cho cái người nghèo mà họ không biết sử dụng đồng tiền á, thì bữa sau họ sẽ trở lại cái giây phút ban đầu họ vẫn nghèo. Nhưng mà mình đến đây mình muốn giúp cho người nghèo á, là mình muốn giúp cho họ thoát cái nghèo, để lần sau là mình không có giúp cho họ nữa, mình giúp cho một người khác. Chứ không phải mình đến mình cứ cho họ ăn rồi mình đến mình cho họ mãi được, suốt cuộc đời mình cứ cho được. Cô chú Mạnh Thường Quân á, cũng đi làm vất vả để có đồng tiền giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi, chỉ giúp cho họ một lần hai lần thôi, chứ không thể nào mà giúp cho họ mãi được. Thì Gà Lang Thang cũng mong quý ông bà cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà Lang Thang, mình xem hết video của gà và mình xem và lắng nghe cái lời của gà nói và bà con ở trên núi chia sẻ thì mình mới hiểu được. Chứ mình không thể nào mà nhìn thấy họ chăn nhiều bò, nuôi nhiều heo, rồi nuôi nhiều những cái con dê là mình nghĩ đó là của họ. Không phải, họ chăn rễ, cho dù đó là của họ nhưng mà đó là sức lao động của họ bỏ ra. Mình phải bỏ tuổi thanh xuân, thậm chí mồ hôi, nước mắt, đổ máu thì mới có được. Một lần nữa thì Gà Lang Thang cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà Lang Thang, lắng nghe cái lời chia sẻ của gà và lắng nghe cái lời chia sẻ của bà con nghèo ở trên núi. Em chúc chị thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Em muốn nhìn thấy là khi mà em trở lại em thăm chị là em muốn thấy những con bò của chị nó sẽ đẻ nhiều hơn để mình thoát ra cái nghèo luôn. Còn cái ước mơ của chị là cái chỗ nằm thì em có thể là giúp đỡ cho chị để chị có cái chỗ chị nằm, chị có sức khỏe thì chị mới có thể là làm ăn có tiền, mình có thể là thoát nghèo được chị nha. Một lần nữa thì Gà Lang Thang xin cảm ơn cả nhà thân thương rất là nhiều. Bây giờ Gà Lang Thang là mời cả nhà mình đi qua hoàn cảnh tiếp theo để chia sẻ và giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi. Em bye bye chị nha, bye bye. Gà mến chào cả nhà thân thương. Gà đang đi trên đường thì thấy có hai người phụ nữ đang gùi cái trái mít xuống dưới làng bán nè cả nhà, ngồi nghỉ. Dạ con chào hai cô. Chào con. Chào con. Dạ cô ơi, cô gùi mít xuống dưới làng bán hả? Dân gì bán. Dạ. Cô đi lâu chưa? Đi từ hồi sáng rồi, từ khoảng 6 giờ sáng. 6 giờ sáng mà gùi mít từ ở trên núi cao hả? Từ núi cao kia. Dạ. Từ đây á mà lên trên chỗ cái rẫy của cô á là xa không? Xa kia lắm. Xa lắm hả? Ừ. Dạ. Mà bây giờ là mình gùi đi bộ xuống tới làng luôn. Mang gì tới làng có xe á. Từ đây mà xuống làng chắc cô đi là hơn một tiếng ha. Chắc hơn, đây vừa ngày nặng đó. Dạ. Vậy là cô mang mít á là xuống dưới làng bán bao nhiêu một ký cô? Một ký 5.000. Một ký 5.000. Ồ. Ừ. Oh. 5.000 mà về nhà năng nỉ ta đã có mua đâu. Năng nỉ người ta nữa hả? Tại năng nỉ lần trước ta đã có mua mít đâu bây giờ. Dạ. Bây giờ làm cái gì cũng có muốn mua được chui đồn có ai mua đã. Nhưng mà mít của cô là mít gì cô? Cô cũng biết mít gì nữa. Nó khô hay là nó ướt? Mít ráo. Mít ráo hả? Mít ráo. À mít ráo rất là ngon. Mít ráo. Mít ráo thì mình có thể mua và vận chuyển đi xa được cả nhà. Còn mít ướt á là người ta không có mua. Ừ. Tại vì vận chuyển đi xa nó sẽ hư. Như một trái mít của cô là tầm khoảng bao nhiêu ký? À, tùy theo cây lớn thì mười mấy cây, 20 cây, cây nhỏ thì 10 cây gì đó. Dạ. Vậy là cô đi từ sáng tới giờ là cô gùi xuống dưới làng cô bán. Cô gùi được mấy trái? Tùy mình lúc mình khỏe thì mình mang được nhiều, mà mình mệt thì mình nhắm mình mang ít thôi. Dạ. Cô cho cô hỏi là cô tên gì vậy cô? Dành. Cô tên Dành. Dạ năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cô 46 tuổi. 46 tuổi. Cô có mấy em rồi? Ba em rồi hả? Ừ. Dạ. Hiện tại bây giờ là chồng của cô làm công việc gì? Làm phụ hồ. Làm phụ hồ. Ừ. Là cô có nhà dưới làng hả? Có. Dạ. Nhà cất là bây giờ dục kia lắm có. Ở mưa thì ở có được đã. Nó dục. Khi nào mưa thì mình dọn đồ đây thì đó dục kia lắm. Dạ.
Vậy là cái ngôi nhà đó là nó bị xét ton hả? Xét ton á, đúng rồi. Là mưa mình ở không được luôn? Không. Wow, thương quá cả nhà. Mưa ăn dột á. Nó dột lâu chưa cô? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Cái ngôi nhà đó là cô tự làm luôn hả? Tự làm. Nhà nhỏ có một chút thì đủ hay chẳng ở. Mà đứa con nhà nhỏ. Con của cô lớn hết chưa? Có vợ hết rồi, ba thằng trai đi theo vợ hết rồi. Ba thằng đi theo vợ, có ở nhà còn một thằng nhỏ. Bà con ở trên núi này á, rất là thương cho những người lớn tuổi cả nhà. Theo cái phong tục của người đồng bào dân tộc Rắc Lây á, là sinh ra con trai nuôi lớn lên thì con trai sẽ đi theo vợ mất. Theo vợ, có kiếm tiền cho mình nên lớn thì đi theo vợ làm nuôi vợ nuôi con, nó chứ đâu có đưa tiền cho mình nữa. Dạ. Vậy là không có còn lo lắng cho cha cho mẹ nữa. Không. Nó có thì nó lo vợ con nó ăn chứ. Con thấy có những hoàn cảnh á là 4-5 người con trai luôn, nhưng mà người ta vẫn cố gắng sinh con gái để cho con gái sau này là bắt chồng về để lo cho cha cho mẹ. Cô thì khổ cái lắm, cô cũng có con gái đẻ đẻ luôn chứ. Dạ. Nhà cô có hộ nghèo không? Có. Có hộ nghèo hả? Vậy là cô trong danh sách là hộ nghèo. Là nghèo trong làng. Trong làng. Dạ. Như mỗi lần á là có ai mướn mình đi làm công việc gì không cô? Có. Thí dụ người ta muốn đi rửa nhà thì mình đây, xong rồi mình đi làm cát ở mình đây, người ta kêu làm cái nào mình làm cái đó. Dạ. Công việc gì mình cũng làm không. Quê hương của Gà Lăng Thang á, nếu như mà mình đi làm cá cực lắm cả nhà. Làm cá mà người ta chửi ghê lắm chứ. Làm ngồi nắng không à. Với lại nắng ở đây á, cả nhà mình cũng thấy á, là cái nhiệt độ khi mà nắng nóng lên á, là hơn 40 độ. Mà mình rinh vác nặng ở ngoài nắng, rất là nóng luôn cả nhà. Với lại cái khí hậu mà mình làm cái khu vực mà nó gần biển á, là cái hơi nước á, ở dưới biển nó lên á, là nó cháy lột da của mình ra luôn. Tại vì con cũng là dân gần biển nè. Con biết khi mà cái khí hậu mà nắng nóng lên á, mà mình ở gần ngay chỗ mà nước biển nữa, là nó nóng dữ lắm. Vậy là hôm nay là cô đi lên núi cao. Núi cao. Để lấy mít xuống bán. Ở trên núi mình còn trồng cái cây gì khác không cô? Cây mít, xong rồi cây điều, xong rồi cây xoài. Dạ. Cây đó. Ở đây á, thì con thấy bà con mình rất là vất vả. Mỗi lần mà mang cái gì xuống dưới núi á, là mình bán rất là cực. Mà bán mà người ta không mua nữa. Ta có mua đâu. Về nhà đi kêu năng này người ta mua, chứ người ta đã có mít, đâu có ai muốn mua đâu. Mít ướt thì người ta mua, mà mít này người ta có mua đâu. Mít ướt thì người ta mới mua. Mua về nhà, mít ướt thì về nhà người ta mua liền. Mít đây thì mình chịu khó đi kêu người ta mua. Sao mà con thấy lạ quá vậy? Mít ướt thì người ta thích mua hơn. Dạ, có những chỗ thì con chia sẻ cho cả nhà mình xem qua cái màn ảnh nhỏ của con á, thì người mít ướt người ta lại không mua. Tại vì người ta nói vận chuyển đi vô trong Sài Gòn xa á, là mít ướt nó sẽ kiểu như nó chín là nó nát luôn đó cô. Nên người ta không có mua, người ta chỉ mua mít ráo thôi. Mà ở đây thì mít ráo người ta không mua. Ở đây mít ráo không mua, mà mít ướt thì người ta mua. Chắc người ta mua mít ướt người ta ăn á cô ha. Chắc mua ăn chứ đó. Dạ, vậy nhà cô còn gạo không? Gạo bữa người ta cho bữa ăn gạo đó. Dạ. Người ta phát vào xong rồi người ta cho phiếu. Cuộc sống của cô với lại chú hiện tại bây giờ cả nhà là lớn tuổi rồi, nhưng mà sống là nhờ vào sức lao động của mình thôi. Con cái thì đi theo vợ rồi, không có lo được cho cô chú. Ở trên núi xa xôi này ở Gà Lăng Thang đang đứng giữa cái đoạn đường của cô đi xuống. Tại vì cô đi á là cô gùi từ trên núi cao. Xuống đây chỉ có mới có nửa đoạn đường thôi. Từ đây mà mang xuống ở dưới núi là hơn 1 tiếng nữa. Đi bộ không chân lắc nữa. Tại vì mình vừa đi vừa nghỉ mà. Con thấy cô đổ mồ hôi quá, ăn cái gì chưa cô? Chưa. Chưa có ăn cái gì đó hả? Chưa. À, cô ngồi đây nha, đừng có đi đâu nha. Cô ăn no rồi cô mới đi. Con cho cô ăn no rồi mới đi nha. Dạ con chào bác. Chào con. Bác ơi, bác cho cô hỏi á, là bác tên gì? Tên mẹ, tên bà già đó là Hán. Dạ, bác có nhớ là mình năm nay bao nhiêu tuổi không? Năm 56 tuổi. Dạ, thương quá cả nhà, 56 tuổi rồi mà vẫn gùi mít á, từ trên núi cao mà xuống bán. Xuống bán. Rồi bác trai đâu, chồng của bác đâu?
chẳng có bắt làm gì, không có nói ở nhà đó. Già rồi hả? Già rồi. Già bệnh tật là làm nổi nữa. À. Còn thấy đa số bà con người đồng bào trên núi mình á là thường đi núi nhiều quá. Đi núi chứ còn đi kiếm ăn đó con. Đi núi nhiều quá rồi khi mà về già là xương cốt nó lỏng hết trơn rồi. Đã đỡ gầy lắm mà đi răng đây nè. Hiện tại bây giờ là bác có đau đầu gối không? Đã đỡ gầy lắm. Dạ. Rồi mang mít này bốn cái lần đó. Mang bốn trái mít luôn. À. Từ trên núi cao mang xuống. À. Mình mang xuống mình bán luôn hay sao? Mình bán. Bán có khi hay đi cho chùa làm công vả. Làm công vả chùa. Có khi bán, có khi mình qua chùa mình cho. Cho. Dạ. Cho để chùa có đồ cho mình ăn. Đi làm công vả đó. Rồi chùa có cho gạo mình lại không? Cho gạo, cho mì tôm, cho xì dầu. Dạ. Cho bột ngọt, hạt nêm gì đó, đủ thứ hả con? Dạ. Vậy bác ăn cơm ăn gì chưa? Chưa ăn, hồi sáng giờ không có ăn gì rồi. Từ sáng giờ chưa ăn luôn? Chưa ăn. Không có ăn cái gì hết? Không. Bác có mấy người con? 5 đứa mà con có chồng hết rồi, làm tự mình làm ăn ế chứ, không có nhờ con rồi. Con gái cũng không có lo luôn hả? Không có lo rồi. À, vậy là con gái cũng khổ luôn. Khổ luôn. Cha mẹ khổ thì con cái cũng khổ theo luôn. Khổ theo luôn. Một mình bác mà bác rinh 4 trái mít xuống làng luôn. 4 trái mít đó trăng quỷ ra con. Đi bộ có xe không? Không có xe đã đi bộ không hả? Chà. Ở đây là muốn có xe thì mình có thể đậu ngay chỗ chân núi. Rồi mình đi bộ khoảng nửa đoạn đường cả nhà. Rồi mình có xe mình chạy về làng cũng đỡ lắm. Đi bộ không chứ hợp dạ đang có xe đi rồi. Dạ. Đi miết á, khi mà tầm khoảng 60 tuổi là đi không có nổi nữa cả nhà. Đau lưng, đau đầu gối ghê lắm con. Dạ. Mà răng đây chưa? Dạ. Rồi cái căn nhà dưới làng của bác á, là có bị giọt mưa gì không? Nhà 134 nước cha đó, hộ nghèo đó. Dạ. Rồi cha rồi bây giờ giục rồi chứ. Lâu chưa bác? Lâu rồi. Giục là mình không có tiền mình lợp lại. Không có tiền lợp lại đâu. Dạ. Đây mà ngày đây ngày nào ăn ngày đó chứ không có tiền mà mua tên đâu có. Có bữa nào mà mình không có cơm gạo ăn không? Không có vợ, có vợ không có đâu con. Dạ. Đi làm mới có chứ. Đi làm mới có. Ừ. Nếu như không có mình đi mua chịu hả? Đi mua chịu. Dạ. Thương quá cả nhà ơi, quá là thương luôn. Đi cái đoạn đường ở trên núi này á, cả nhà mình cũng nhìn thấy phía trước á là toàn là đá không à. Đi nếu như mà mình đi không chuẩn á, hoặc là mình trượt chân một cái là té gãy chân liền. Tại vì hôm bữa con có nghe là có một cái cô mà gánh mít á, mà từ trên núi á, mà đi qua chỗ cái suối á, té cái là lăn dưới suối luôn. Té chứ con, nặng đó. Lăn xuống suối gãy chân rồi người ta thấy người ta cõng về làng, người ta bỏ lên cái võng á, người ta gánh về làng luôn à. Đây cũng đau chân quá chứ răng đi này đó. Dạ. Bác gái chia sẻ bác nói cái gùi mít này là của bác này cả nhà. 4 trái mít. To thiệt là to. Còn cái này là gùi mít của cô nè. Ở trong này là chỉ có 2 trái mít thôi. Với lại bên dưới là có đồ nữa cả nhà, như là trái cây, trái cam, trái đồ á. Ở bên dưới nữa. Trời ơi, gùi 4 trái mít từ trên núi cao mà gùi xuống. Gà lang thang đón thôi nha. Một trái mít như thế này là 10kg nè cả nhà. Một trái như thế này là 10kg nè. Tại vì mít nó nặng lắm. Trái bên trong cũng là tầm khoảng 10kg nữa. Là một cái gùi này là 20kg. Còn cái gùi này là tầm khoảng gần 40kg nè cả nhà. Rất là nặng nè. Tại vì cái trái to này là nó hơn 10kg nè. Nó to dữ lắm. Còn cái này chỉ có một nửa thôi. Một nửa là tầm khoảng 5kg thôi cả nhà. Mấy trái này là 10kg bên trong á. Đầy gùi luôn. Quá là thương cho bà con nghèo ở trên núi này. Mình bán mà mình xuống làng mình phải năn nỉ người ta nữa, người ta mới mua. Con đi lên núi này á, là con có mang cơm theo để tặng cho bà con nghèo mình ở trên núi. Con có hỏi thăm á, là có cô chú anh chị á, là mang đồ ở trên núi cao á, mang xuống mà không có ăn cơm. Với lại đi mệt quá uống nước mà không có muốn ăn cơm, mà không có mang cơm theo nữa. Thì con mang cơm á, con gửi cho cô với lại bác ăn cơm để cho con vui nha. Dạ cảm ơn con. Dạ con gửi cho bác một hộp. Con gửi cho cô một hộp nha. Cảm ơn con. Dạ. Cô với lại bác ăn đi. Ok.
ăn cơm trưa nha. Từ trước giờ là bác có ăn cơm ở ngoài tiệm không? Không có ăn cơm vừa tiệm đâu cô. Dạ. Có mắm đó cô. Cô lấy mắm ăn đi cô. Ăn mắm ăn không. Ăn không hả? Dạ. Không phải gì. Ăn đi cho nóng, tại vì cơm này á là con mới mua luôn. Dạ. Cảm ơn mấy con kia. Này, ăn cơm. Dạ. Con ăn đây. Con. Gà Lăng Thang muốn á là mình mang cái tình yêu thương của quý Mạnh Thường Quân lên trên núi cao này để hỗ trợ cho bà con nghèo ở trên núi. Nhà của bác gái này ở cả nhà cũng có hộ nghèo luôn cả nhà, cũng nằm trong danh sách nghèo nên nhà nước mới tặng nhà tình thương cho những người nghèo. Ở dưới làng á thì những cái ngôi nhà tình thương của nhà nước tặng rất là nhiều cả nhà. Ai ai cũng có một cái ngôi nhà ở dưới làng hết. Nhưng mà họ sống ở dưới làng thì không có ai mướn, nên là họ mới lên trên núi trồng trọt chăn nuôi để kiếm sống hàng ngày. Chứ ai cũng có một cái ngôi nhà để trở về cái ngôi làng của mình hết. Sẽ không. Ngon không cô? Ngon. Dạ. Ngon á thì cô nói ngon, ngon. Còn dở thì cô nói dở nha. Ngon chưa con. Cô ăn đâu có ăn dạ đâu, ăn phải bỏ cho nhà. Dạ. Cô cứ ăn thoải mái đi. Bữa sau á con đi ngang qua đây á là con gặp đó, là con gửi cơm cho cô với lại bác ăn nữa nha. Cảm ơn con. Cái này là của con á, con mua á. Bác ăn có thấy hợp khẩu vị của mình không? Ngon chứ con. Dạ. Rất là ngon chứ. Ok. Ăn nhiều lên nha. Ăn nhiều con mới cho về chứ không là con có cho về đâu nha. Con lấy cái dây con cột lại chỗ cây luôn á. Ăn hết, ăn đủ chưa đây này. Ăn không đủ luôn á hả? Không đủ rồi con cho cái hộp khác nữa. Mình đi làm á là mình phải có sức để mình mang xuống. Lỡ mình đi giữa đường mình xỉu là người ta lấy mít của mình mất làm sao? Mít của mình ai dám lấy. Dạ. Làm được có mấy đồng tiền rồi cả nhà, nhưng mà khi đổ bệnh xuống á là không có tiền để chữa bệnh luôn. Không có tiền để con để làm đồ ăn thay cho con. Dạ. Bác ăn hết hộp cơm đó là con cho bác thêm 1 triệu nữa. Còn cô á là cô ăn hết hộp cơm đó là con cũng cho cô 1 triệu luôn. Cô với bác đồng ý không? Cảm ơn con chưa? Dạ. Phải ăn mạnh lên nha. Mạnh lên. Dạ. Lúc trước á, Gà Lang Thang á, mình đi làm mướn cho người ta, mình khổ lắm cả nhà. Người ta chửi lên, chửi xuống, chửi cha mắng mẹ mình. Nhưng mà mình cũng ráng cố gắng. Nhiều lúc ăn cơm á, mình ngồi mình khóc á, mình lấy nước mắt mình chan cơm mình ăn luôn. Nhưng mà khi mà đi lên núi này rồi á, là mình nhớ tới. Mình nhớ tới cái tuổi thơ của mình á. Mình nhớ tất cả mọi thứ luôn. Mình cảm thấy thương bà con nghèo trên núi lắm. Mình đã từng trải qua những cái cảnh mà khổ cực thì mình mới hiểu được cuộc sống của bà con nghèo ở trên núi này. Cơm còn nóng cái là con hả? Dạ, con mới mua mà, cơm nóng mà. Con ra tiệm mà con mua mà không nóng con có mua đâu. Cảm ơn mà con chứ. Dạ. Ai ăn chậm là mất tiền đáng chịu nha. Ăn mạnh lên. Ăn thi. Ăn thi luôn. Gà Lang Thang cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà Lang Thang, đã luôn ủng hộ gà trên mỗi chuyến đi. Đi tới đâu cô chú, anh chị cũng gửi lời chúc sức khỏe Gà Lang Thang, để Gà Lang Thang chân cứng đá mềm đi lên rừng lên núi giúp bà con nghèo ở trên núi này. Và xem quảng cáo ủng hộ cho gà để gà có kinh phí từ YouTube á, là gà ăn uống đi đường, rồi mình mua như là những hộp cơm tình thương như thế này mang lên trên rừng trên núi giúp cho bà con nghèo chống đói cả nhà.
ở trên núi này một hộp cơm như thế này thôi, nhưng mà đối với họ rất là quý giá. Nếu như mà mình đi trên đường mình đói quá, mình không có cái gì ăn á, mình xỉu giữa đường không có ai biết đâu, trên rừng trên núi này. Tại vì một cái nơi nó vắng vẻ cả nhà, ở trên đây chỉ có thú rừng thôi, có rắn có đồ à. Con thấy bác là ăn chậm hơn cô kìa. Cô ăn xong mà cô lãnh thưởng cô đi về nè. Con chúc á là cho bác với lại cô thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con. Dạ. Chúc cho cả nhà thân thương của gà lang thang thật là nhiều sức khỏe luôn. Cho con ăn cơm về này, cảm ơn con chứ. Dạ. Thân là chết ngựa gừng rồi. Dạ. Rồi ba. Có nhiều cô chú anh chị á là nói gà lang thang, đừng bao giờ nói cái từ cả nhà nữa, mà hãy nói cái từ là mọi người. Nhưng mà gà lang thang cũng xin phép quý ông bà cô chú anh chị, gà lang thang gọi là cả nhà, thì gà lang thang muốn là tất cả quý ông bà cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà lang thang giống như là gia đình của mình vậy, giống như là một người bạn nè, một người cô, một người chú, một người cha, một người mẹ hay là ông bà. Tại vì gà lang thang sống 31 năm nay rồi cả nhà. Gà lang thang chia sẻ với cả nhà mình, gà lang thang chưa bao giờ có một người bạn. Gà chỉ biết đi làm về rồi đi lên rừng, lên núi giúp cho bà con rồi mình đi về thôi. Có anh em dòng họ thôi, chứ là bạn bè thì gà lang thang chưa bao giờ có một người nào hết cả nhà. Từ trước tới giờ luôn, cho đến thời điểm hiện tại luôn. Nên gà muốn á, xem cả nhà mình giống như là người thân của mình vậy đó. Lúc mà vui hay là buồn hay là như thế nào, gà cũng muốn tâm sự với cả nhà mình qua cái màn ảnh nhỏ của gà lang thang hết. Cuối cùng á, là bác gái với lại cô, ai là người ăn nhanh nhất? Bà đã ăn nhất. Ăn nhanh nhất. Ăn nhanh nhất hả? Ừ. Dạ, ăn nhanh nhất á, là được 500 ngàn. Còn mà ăn chậm là được 1 triệu. Con ghẹo bác với lại cô một chút xíu á. Gà lang thang á là xin phép quý mạnh thường quân chích cái số tiền quỹ của quý mạnh thường quân gửi tặng cho bác với lại cô một ít tiền để trang trải trong cuộc sống. Lần sau á thì con á sẽ xuống dưới làng, dưới nhà của lại bác gái và cô. Xuống dưới đó thì con muốn là chia sẻ cái tình yêu thương của quý mạnh thường quân ở dưới làng, giúp đỡ cho cô và lại bác. Nếu như mà cái ngôi nhà của cô với bác á nó mà bị giọt mưa á, là con sẽ giúp đỡ cho cô với bác là sửa lại cái nhà mình không có bị giọt mưa nữa nha. Dạ cảm ơn con. Gà lang thang xin phép quý mạnh thường quân cô Nguyễn Thuận Lợi ở Seattle chích cái số tiền quỹ của cô là 3 triệu đồng, và cô Trang Trương ở Florida bên nước Mỹ chích cái số tiền quỹ của cô là 2 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Kim Hòn ở Hà Lan chích cái số tiền quỹ của bà là 1.300.000 đồng, tổng số tiền là 6.300.000 đồng. Chia ra làm hai, gửi cho bác một nửa, gửi cho cô một nửa. Thì con gửi cho cô á là 3.150.000 đồng nha. Đây, con gửi cho cô 50, 100. Đây là 150 tiền lẻ nha. 500, 1 triệu, 1.500.000, 2 triệu, 2.500.000, 3 triệu. Cảm ơn con. 500, 1 triệu, 1.500.000, 2 triệu, 2.500.000, 3 triệu. Cái này là 3 tờ 50 là 150. Cảm ơn con. Vậy là đủ nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Hôm nay á là cô với lại bác có vui không? Vui. Vui cái lắm, thay tiền đây vui cái lắm con này. Mang mít về nhà đâu có ai mua đâu, có tiền đâu. Gà lang thang cũng xin thay mặt cô với lại bác cảm ơn quý mạnh thường quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân và tất cả quý ông bà cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà lang thang thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Bây giờ là con để cho bác với lại cô đi về cho sớm nữa chứ sợ trời mưa. Cảm ơn con. Cảm ơn. Bữa nào là con với lại cô bác gặp lại nha. Cảm ơn con. Dạ. Bây giờ là cô với lại bác đi về nha cả nhà. Đi về cảm ơn con. Dạ. Con rất nhiều. Trời ơi thấy thương quá à. Từ nay cảm ơn con nhiều lắm. Thấy vào đường cảm ơn con. Ra tìm.
Đi vào đường tự nhiên có tiền hả? Cho cô về nhà mà cô đã không biết có ai mua đâu. Mừng chứ. Mừng quá luôn. Mừng quá chứ con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân chứ đừng có cảm ơn con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Con đâu có tiền có bạc gì đâu. Con nghèo lắm. Nhờ có con chứ mới có tiền. Cảm ơn con nữa chứ. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nữa. Con bye bye nè. Con bye bye bác với lại cô nè. Con bye bye.